Dạ, thưa cha, con là má. Con là Maria lớn ở địa phận Vĩnh, giáo xứ Cà Đông, con ở ngoài Bắc. Thưa cha, con bị bệnh đồng tính. Khi được 3 tháng là mắc căn bệnh đồng tính, con đi chữa khắp nữa. Dạ. Con đừng có khóc, con nó khóc thì giọng nó khó nghe mà nói cần khóc càng không nghe được. Con của con là nó bị động kinh từ lúc bé rồi sau nữa. Dạ, con đi chữa khắp nơi không được, rồi là có người giới thiệu cho con đi vào Long Thương Sở thì con đi vào ngay chữa nhật một chay. Là được cha ra tay cầu nguyện cho con đấy. Khi được 2 tháng là con được khỏi bệnh. Thì nay là được khỏi được 3 tháng rồi, thì con hôm nay lên làm chuyện để Chúa là con được khỏi được chạy khắp nơi ạ. Đây là đứa bé mà nó bị động kinh từ lúc 3 tháng tuổi, rồi mẹ nó bế nó vào đây để cầu nguyện. Sau 3 tháng thì giờ nó khỏe, nó chạy chơi như thường. Nó tên là gì? Dạ, Phan Thị Cô Hào. Bây giờ nó bao nhiêu tuổi? Dạ, được 22 tháng. Mày thằng 2 tháng tuổi á? Bao nhiêu tháng? Dạ, 22 tháng. 22 tháng tuổi. Đó, thì chị em thấy dễ thương không? Đó, chúng ta thấy là phải trở nên bé thơ như thế này nè. Ta thấy nó cứ vui vẻ, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy. Ta thấy đó, mày phải trở nên bé thơ như vậy, hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy. Vào được nước trời. Nói cho ai làm gì làm, cứ vui, cứ cười, cứ đơn sơ như vậy, vì nó biết rằng có ai bên cạnh nó. Có ai bên cạnh nó. Mẹ bế đi chứ bắt tao bế hoài. Chúng ta thấy không? Hồn nhiên như vậy thưa anh chị em. Mà Chúa mời gọi ta sống với tinh thần hồn nhiên đơn sơ là như vậy đấy. Đây cho tặng cho con 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thích không? Rồi.